Hello các bạn. Hôm nay mình làm một cái review là mình có đặt trên cái Shopee là mình mua một cái USB sử dụng cho cái iPhone. Đây, mình có thì bên đó nó mới giao hàng cho mình là sáng nay. Thì bây giờ để mình cắt ra cho các bạn xem thử ha. Coi về cái hình thức gói quà cũng như là cách Shopee nó kinh doanh là như thế nào. Đây. Ở đây nó có một cái thẻ của bên Shopee. Đây, cái USB đây các bạn. Cái giá của mình mua là 218.000. Cái dung lượng là 52 GB. Đây các bạn, dung lượng là 52 GB. Để bây giờ mình test thử. Nó cho mình có một sợi dây để đeo. Đây. Đây là cách mà để nó kích hoạt cái USB. Rồi, bắt đầu mình thử cái USB. Thì nói chung là tại vì mình dùng cái iPad để mình thử. Dùng cái iPad này mình thử coi nó đây nha. Thì cái USB này nó có hai đầu, một đầu là USB và một đầu là cổng Lightning 52. Cái USB này nó có một số cái tính năng mà mình sau khi mà cài đặt cái ứng dụng Qdisk, nó là Qdisk, thì mình sẽ click vào. Thì cái ứng dụng này nó có một số cái mình khá là ngạc nhiên. Nó có rất là nhiều cái ứng dụng con. Ở đây là cái nó từng ứng dụng riêng. Ở đây là hình ảnh đó. Là khi mà mình chép hình ảnh vào đó, rồi video mình chép video vào thì nó nằm mỗi cái thư mục nằm khác nhau. Rồi nhạc mình chép nhạc vào. Ở đây nó có một cái rất là hay là camera, có nghĩa là mình chụp trực tiếp trên cái iPad hoặc là điện thoại. Thay vì nó lưu vào cái ổ ổ nhớ của cái iPad hoặc là cái điện thoại, nhưng mà cái này là nó lưu trực tiếp vào vào cái USB luôn, nên là một cái điều mà mình cảm thấy rất là ngạc nhiên luôn nha. Thì cái này là mình phải cài đặt để cho nó chụp hình đó thì mình mới gì được đó. Rồi, để mình thoát ra đây là một cái folder đó, file folder. Thì cái này là mình để mình chứa tài liệu đó, những cái hợp đồng hoặc là gì đó. Rồi cái backup này, cái backup hai 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 cái backup này, một cái backup là danh bạ, nó có cái phần mà backup danh bạ nữa, là có nghĩa mình chuyển hết cái danh bạ của mình vào cái USB này luôn, nếu mà mình muốn lưu lại cái danh bạ của mình đó, mình sợ là cái iCloud hoặc là cái gì đó mình bị mất thì mình có thể lưu bằng trên cái USB luôn đó. Cái này là cái hay. Còn cái backup này thì nếu mình vào backup này nè, cái backup này nó sẽ là tổng thể, có nghĩa là vừa nhạc vừa này vừa kia luôn, đó là mình chép nó vào. Thì bây giờ là mình thử ha. Bây giờ là mình backup cái hình ảnh. Thì ở đây là mình có một số cái hình ảnh đây, số cái hình ảnh đây, để mình đây tổng số của nó là 247, nhưng mà mình không có làm như vậy. Mình muốn thử nghiệm là làm trên từng tấm. Thì ở đây là nó chia theo cái mục thời gian đó. Thí dụ như mình muốn chọn cái mục này, cái mục thời khoảng thời gian này mình muốn chép vô, có nghĩa là nhiều nhiều khi là trên cái iPhone của mình đó, là mình lưu cái dữ liệu là từ ngày này qua tháng nọ, nhưng mà là do là mình những cái ngày tháng trước đó, mình đã chép rồi, nên là nó cho mình có một cái sự lựa chọn là mình muốn lựa chọn cái khoảng thời gian hoặc là lựa chọn từng tấm hình luôn. Ở đây thì thí dụ như mình mới nên mình thử lựa chọn khoảng thời gian này luôn đó. Sau đó là 53 tấm hình, thì sau đó là mình sẽ backup này, mình thêm cái này nữa.
bắt cấp. Rồi, nó trong đây nó có video nữa nè. Thì bây giờ nó kêu mình đặt cái album thì mình sẽ là 123 đi cho nó lẹ. Cái tên album đó là mình đặt 123. Rồi, rồi nó sẽ chép vào. Để mình xem thử coi cái khoảng thời gian là nó chép là nhanh hay là lâu. Thằng nhóc con mình nó cũng phá lắm các bạn, nó hay lấy, nó tự sướng lắm, nó hay lấy máy iPad á, nó tự sướng lắm. Và sau khi mà mình đã backup xong rồi, bây giờ bắt đầu mình kiểm tra ha, vào cái file photo đây. Đây là cái hình mà mình đã, đây nè, nó có một cái phần đó là QDIS và cái iPad. Thì cái QDIS là cái hình mình đã chép vào cái USB này rồi đó, thì nó sẽ nằm ở trong đây. Thì mình cũng chỉ cho các bạn luôn là để mà xóa được nó thì mình click vô tấm hình. Thì ở đây là ở trên cái góc bị tụi này nó có cái này, mình cũng có thể xóa từng tấm đó, hoặc là mình chọn đây để mình gọi gọi nè. Đây, mình khi mình để cái tay mình vào lâu á, nó sẽ hiện ra những cái này. Đó, đây nè ha, mình để cái tay mình ấn luôn, đứng cái tay mình luôn. Đây, để mình thấy ra đây. Đây, để mình vào cái hình. Đây, các bạn muốn xóa một lần hết luôn cũng được, các bạn ấn cái tay để vô lâu lên. Đó, nó sẽ hiện ra cái này, đó ha. Đó. Chúng ta chọn. À, chúng ta có thể chọn từng hình hoặc là chọn hết. Đó, chúng ta copy to, đó là mình có thể chuyển này đi qua iPad, hoặc là mình xóa nó đi, hoặc là mình share bằng cái là share trên cái iPad. Đó. Rồi hoặc là ở trong đây nó có tin nhắn hoặc là Zalo gì đó, những cái ứng dụng. Đây. Mình hỏi mình có chắc chắn delete không? Ví dụ như mình delete, nên là mình chọn mới có một tấm thôi. Rồi, đó đây mình delete rồi. Rồi mình chỉ cho các bạn phần mà chép video. Đây. Đây, ở trên đây nó có cái video nè, mình click vào đây. Thì ở đây nó có một cái video, thì mình click vô cái video đó. Cái iPad này hơi chậm nha. Chắc giờ là nó sắp hết pin, nên là nó hơi chậm. Rồi backup chép rồi, đó là album. Rồi đây nó chép cái video vào đây, nó đang chép, video, nó đang tải. Thực ra thì mình thấy cái giá mà 218.000 mà cái dung lượng mà 512GB thì mình nghĩ là ok, ổn. Xài cũng rất là đơn giản, dễ xài, cách xài cũng rất là đơn giản. Nó chép hơi lâu. Cái này thì có 165 MB thôi. Mình cũng chưa biết được là một cái USB mà giá 1 triệu mấy cũng 52 GB luôn, với lại cái USB mà 200 mấy chục ngàn thì mình không biết là nó khác nhau chỗ nào nữa. Nên là nếu mà có dịp thì mình sẽ đặt order nó một cái USB mà giá 1 triệu mấy về, để mà mình trải nghiệm, mà mình sẽ so sánh được là giữa hai cái nó có khác nhau cái gì hay không. Có thể là nó khác nhau ở cái tốc độ là mình truyền dữ liệu hoặc là chép dữ liệu gì đó. Mình nghĩ là như vậy, chứ không thể nào mà nó có cái sự chênh lệch nhiều như vậy mà cũng cùng một cái dung lượng đó. Nên là mình sắp tới là mình sẽ xem một số cái USB
cuốn thấu hiểu nổi tiếng mà nó cũng 52GB để mình mua về để mình trải nghiệm thử. Đó, tốc độ coi thì cũng ok, rất là ok luôn. Đây. Bây giờ mình nói về vấn đề là cảm nhận về cái USB này ha. Khi mà mình khui hộp ra đó, là mình cầm trên tay, thì khi mà mình soi kỹ thì cái USB này nè, cái chất liệu mình nghĩ là nó làm bằng Atimon chứ không phải là nhôm nha các bạn. Thì cái trọng lượng mình cầm là nó tương đối là đầm tay, cầm tương đối đầm tay. Thì mình cũng chia sẻ luôn, nếu mà chất liệu mà nó bằng Atimon á, chứ không phải là nhôm á nha, nếu là nhôm á thì nó sẽ có một cái độ dẻo và độ nhẹ của cái nhôm. Nhưng mà nếu mà chất liệu này Atimon á, thì khi các bạn sử dụng á, các bạn phải cẩn thận, nếu mà các bạn làm gớt á, nó sẽ bị bể, nó sẽ bị gãy nha. Cái chất liệu Atimon này nó cứng nhưng mà nó lại dễ bị gãy đó, nên là các bạn xài các bạn phải cẩn thận cái chuyện đó ha, đó, cần lưu ý cái đó. Thì về vấn đề là cái khớp thì mình bẻ qua bẻ lại thì cái khớp khá là chắc chắn, bẻ nó kêu rắc 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 rất, cũng mình cảm thấy là khá là chắc chắn. Bên trong cái đầu này thì nói chung là mình nhìn về cách thức mẫu mã này nọ mình thấy là tương đối là ok đó. Đây, đầu đó, mình cảm thấy là rất là ok. Thì nó có tặng kèm cho mình cái cọng dây này đó. Dây. Cái này để cho mình lấy ra lấy vào ở trong cặp á, mình bỏ cặp á, nó dễ lấy lên lấy xuống. Tương đối là khá là ok. Cách cũng khá là ok. Nhưng mà cái điều mình đáng tiếc nhất là mình nếu mà đúng là nó phải có cái đồ nó chụp nó che cái này là được, nó bảo vệ cái đầu này không bị dơ này các bạn. Đáng lý đúng ra là nó phải có hai cái đồng nhựa nữa để mà nó đậy lại, chứ nếu mà về lâu về dài á mà mình để không vậy nè, nó dễ bị bám bụi lắm. Nếu mà nó bám bụi nó sẽ không có kết nối được cái dữ liệu. Mình cũng hơi đáng tiếc là nó thiếu, cái này thiếu sót ha. Cái này nó có thể là làm thêm một cái nắp nhựa nó chụp lên thì mình nghĩ là nó quá hoàn hảo luôn. Với cái giá mà 218.000 thì cái USB 512GB này thì mình nghĩ là tương đối là rẻ. Thời gian mà mình đặt hàng là phải 7 ngày đó các bạn. Thì hàng này là nó ở bên Trung Quốc, Shopee nó phải mất thời gian tới 7 ngày nó mới giao hàng cho mình đó. Sau khi mình cắm cái USB này vào thì bây giờ là mình test thử cái thông tin của cái USB này là như thế nào, nó có đúng là 512GB mà giống như là nó đã thông báo hay không. Thì đầu tiên là khi mà mình để mình zoom lên cho các bạn xem ha. Đây. Mình ngạc nhiên là ở trong đây là nó là 536,81GB. Đây nè các bạn, chứ không phải là 512GB nhiều hơn, có nghĩa là nó nhiều hơn. Đây các bạn, màn phóng to hơn chút nữa, các bạn thấy không, cái góc trái của màn hình nè, 536,81GB. Mình có thể là đặt tên cái USB này đó, mình muốn đặt sao mình đặt rồi đó. Đó. Thực sự là rất là ngạc nhiên luôn nha. 536GB chứ không phải là 512. Rất nhiều luôn. Rồi bây giờ để mình thoát nó ra. Mình phải tháo nha các bạn, mình phải click vô đó để mình tháo cái USB ra mình mới rút ra được nha, chứ không thôi là USB nó sẽ bị hư. Theo mình đánh giá nha,
nếu mà với cái số tiền mà 218.000 mà mua một cái USB mà 2 trong 1 mà nó là 536 GB, mình cảm thấy là xứng đáng đồng tiền nha các bạn, xứng đáng đồng tiền. Còn cái vấn đề là độ bền như thế nào thì mình chưa có xài qua nên mình chưa biết được, nhưng mà trước mắt là mình thấy là với cái số tiền này đó, bỏ ra 218.000 mua một cái USB này thì mình nghĩ là xứng đáng đồng tiền, rất là xứng đáng đồng tiền luôn. Đây, mình tích nó vào hộp lại. Thì thực ra đó là mình đó là mình mua về để mà mình sử dụng cái công việc là để mình lưu trữ những cái video clip mà mình làm á. Tại vì do cái điện thoại của mình á, cái dung lượng nó không được nhiều, nó có 64GB thôi, nên là mình lưu trữ không được nhiều, nên mình quyết định là mua cái USB này. Rồi đây, để mình quay sơ lại cho các bạn xem cái hộp đó ha. Đây, rất là thiệt luôn nha các bạn, mình cũng ngạc nhiên luôn á. Thường đó là mình có xem trên một số cái website, một số cái USB mà của những cái thương hiệu nổi tiếng á, thì nếu mà 512 GB á là nó sẽ rơi vô trường hợp là giá nó khoảng là trên 1,2 triệu, trên 1,2 triệu đến 1,5 triệu, mà ở đây thì mình mua có 200 mấy chục ngàn. Mình cũng mua để mình test thử thôi, chứ thực sự mình cũng không có dám tin tưởng lắm là cái dung lượng nó sẽ được như vậy. Đó, nhưng mà khi mình mua về thì mình thử thì mình thấy là không những là nó 512 mà nó là tới là 536 GB, nó nhiều hơn là mình tưởng luôn, thì nói chung là quá bất ngờ. Thì để mình sẽ trải nghiệm một thời gian thử xem cái độ bền của cái USB này nó là sẽ như thế nào, rồi mình sẽ có một cái bài review về cái chất lượng của cái USB này cho các bạn xem ha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều.